Chào mọi người đến với kênh Ngọc Anh MMO mình nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia chương trình này góp nhận tốc từ một cái trend DeFi để tham gia dán các bạn click phần link mô tả. Mình mở cái Telegram ra, bấm nút start để chat chatbot nè. Chương trình này góp này mình sẽ nhận được token 31 token có hiệu là DTK. Một token này đã click trên sàn swap coin này nha các bạn. Rồi, để các bạn rồi các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn cũng join vào kênh group kênh chơi như thường lệ nha tất cả các bạn. Chào này rất là ngon các bạn. Rồi các bạn join tiếp nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn điền cái dạo setting copy username Telegram của mình nha. Các bạn nào chưa biết cài đặt username thì có thể để lại comment dưới. Rồi các bạn gỡ video này nha các bạn. Rồi các bạn follow Tower và follow DeFi on Tower. Rồi các bạn nhấp vào follow nha các bạn. Nhờ điền lại cái username Tower cho bot nha các bạn. Các bạn chờ một chút xíu nha, nó đang load đến dự án. Rồi các bạn bấm theo dõi nè. À, các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Nó đang tải dự án các bạn ơi. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Và cho con này nó sẽ list vào sàn Uniswap vào ngày mùng 5 tháng nào? Ngày mùng 5 tháng 10 tất cả các bạn, tháng 11 chứ. Con này sắp list sàn Uniswap, gọi các bạn like các bạn. Gọi các bạn tweet là bài game nó các bạn. Các bạn test lại thôi nha các bạn. Rồi các bạn tất cả các bạn có thông tin chút các bạn. Rồi các bạn bắt đắp ra đi nha các bạn. Các bạn điền vào username Tower của mình cho nó nha các bạn. Các bạn cũng vào trang cá nhân Tower của mình á. À còn MMO nè. Ngọc Anh nè. Rồi. Rồi các bạn gửi lên một cái link request binbot cho nó nha các bạn. Các bạn cũng nhấp vào Tower nè. Là cái bài đã game hồi nãy là bài này nè các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up lên đi. Ê, mình lộn rồi các bạn. Các bạn cũng nhấp vào trang trader của mình chứ. Tại mình nhấp vào nãy mình coi phải cái bài tự quyết của nó. Rồi các bạn cũng nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn muốn mời tự quyết sẽ trả lời nè. Rồi các bạn copy cái bài của nó nha các bạn. Các bạn sao chép đến theo word nè. Rồi các bạn bắt đắp lại nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên link nghị quyết nè. Nghị quyết lên. Rồi các bạn gửi cho nó nghe không? Rồi các bạn cũng điền cũng vô tiếp kênh channel nữa các bạn nhấp vào coi nghe không? Bấm vào multi DTK. Con này 31 token này khoảng 6 đô các bạn. Rồi bạn bắt đáp lời các bạn. Rồi các bạn cũng nhấp vào cái username Telegram của mình nghe các bạn. Tiếp tục. A cộng anh 1133. Submit username Tower. Rồi các bạn cũng nhấp vào Tower follow các bạn. Này mình kiểm tra thôi các bạn ơi. Rồi nó có hai kênh thêm các bạn. Rồi các bạn cũng follow không? Rồi các bạn like và cũng tự quyết luôn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn cũng điền tiếp tục cái username Tower của mình nha các bạn. MMO Ngọc Anh nè. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ C20 với chút wallet, máy sơ wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình gửi lại cho bot. Rồi các bạn cũng chờ một chút xíu luôn. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. ETH nè, các bạn sao chép địa chỉ với ETH của mình. Các bạn gửi lên cho bot nè. Rồi các bạn gửi cho bot nè các bạn. Các bạn cứ lấy cái link mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tiếp cận các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.